Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đã đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Ngay sau đây là phần tin chi tiết. Pravda dẫn thông tin từ Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Herman Halushenko cho biết, dạng sáng mùng 1 tháng 6, Nga đã tập kích tên lửa và UAV vào hạ tầng điện ở 5 tỉnh của Ukraine, gồm Zaporizhia, Donetsk, Kirovohrad và Ivano-Frankivsk. Tập đoàn Điện lực Quốc gia Ukraine, Ukrainego cho hay, sáng nay, Nga đã tấn công vào các cơ sở năng lượng của Ukraine. Kể từ tháng 3, đây đã là cuộc tấn công lớn thứ sáu bằng tên lửa và UAV của Nga nhằm vào hạ tầng năng lượng dân sự Ukraine. Không quân Ukraine cho biết, các hệ thống phòng không của nước này đã bắn hạ 35 trong số 53 tên lửa và 46 trong số 47 UAV của Nga. Ditech, công ty sản xuất năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine cho biết, sau các cuộc tấn công này, hai nhà máy nhiệt điện của họ bị hư hại nghiêm trọng. Trước đó, theo tờ The Kiev Independent, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết, lực lượng Ukraine đã dùng tên lửa tấn công một bến phà và một kho dầu tại cảng Kapkaz ở tỉnh Krasnodar Krai của Nga trong đêm 31 tháng 5. Cảng Kapkaz nằm ở eo biển Kerch, ngăn cách Nga với bán đảo Crimea. Các lực lượng Ukraine tấn công tên lửa vào hai chiếc phà đi đến cảng Kapkaz, nơi được Nga sử dụng làm hậu cần quân sự. Đội máy bay không người lái UAV của SBU sau đó đã tấn công các trạm biến áp, cung cấp năng lượng cho Crimea và các cảng ở eo biển Kerch. Hãng thông tấn Ukraine Form dẫn thông tin Bộ Tổng Tham mưu. Trong ngày qua, có tổng cộng 70 trận giao tranh giữa hai bên lực lượng trên toàn mặt trận. Bộ này cho biết rằng quân đội Nga tấn công rất dữ dội vào các vị trí của Ukraine. Hiện nay, xung đột Nga-Ukraine đang tập trung vào ba mặt trận với những cuộc giao tranh ác liệt nhất. Ở phía bắc Ukraine, quân đội Nga có mục tiêu đặt Kharkov vào tầm bắn của pháo binh. Dọc mặt trận phía nam, giao tranh hướng đến mục tiêu chiếm lại những ngôi làng Ukraine từng giành được trong cuộc phản công năm ngoái và tiến sâu hơn vào lãnh thổ Ukraine. Cuộc tấn công xuyên biên giới vào đầu tháng 5 đã chứng kiến việc Nga nhanh chóng giành quyền kiểm soát một số ngôi làng. Kể từ đó, Moscow đã tăng cường tấn công vào đây khi cố gắng giành những khu vực quan trọng như Vopchansk và Lipsy. Lipsy, nằm cách Kharkov 30 km về phía bắc, đã đối mặt với các cuộc ném bom dữ dội của Nga. Việc giành được ngôi làng này sẽ cho phép các lực lượng của Moscow bố trí pháo binh trong phạm vi thành phố Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, nơi vốn dễ bị tấn công bằng tên lửa. Cuộc tấn công này cũng cho phép Nga phân tán nguồn lực vốn đã bị kéo căng của Ukraine khỏi các mặt trận khác và tạo nên một vùng đệm để ngăn cản Kiev tấn công vào khu vực biên giới của Nga. Thành phố Belgorod của Nga chứng kiến ngày càng nhiều cuộc tấn công của Ukraine trong những tháng gần đây. Trước cuộc tấn công vào Kharkov, Nga chủ yếu tập trung khả năng tấn công vào phía đông nơi nước này tiến công chậm mà chắc kể từ tháng 10 năm 2023, khi cuộc phản công được kỳ vọng cao của Ukraine không đạt được thành quả như mong muốn trong mùa hè năm ngoái. Giành được trung tâm công nghiệp ở phía đông của Ukraine hay khu vực Donbass là một mục tiêu quan trọng của Điện Kremlin. Vào tháng 2 năm 2024, quân đội Nga đã đạt được thắng lợi lớn trên mặt trận này khi giành được thị trấn Adipka. Kể từ đó, quân đội Nga đã được tiến triển ổn định ở phía tây theo hướng Pokrovsk, nơi đóng vai trò là một trung tâm quân sự quan trọng của Ukraine. Cách đó vài chục km về phía Bắc là thành phố Bắc Mút, Nga giành được vào mùa xuân năm ngoái. Hiện nay, các lực lượng của Nga đang tiến về phía Tây, theo hướng Chashovya. Kiểm soát được vùng đất cao của thị trấn này sẽ giúp các lực lượng của Moscow tiến gần hơn thành phố chiến lược Kramatorsk. Xa hơn về phía Nam, các lực lượng của Ukraine đang đứng trước sức ép ở Zaporizhia, một trong số ít khu vực họ đạt được thành quả, mặc dù quy mô khá khiêm tốn trong cuộc phản công mùa hè năm ngoái. Cả các blogger quân sự Nga và trang Deep State Map của Ukraine đều ghi nhận những bước tiến nhỏ của Moscow trong một khu vực Ukraine từng giành được. Đó là Rabotino, ngôi làng nhỏ hiện đã bị phá hoàn toàn, thay đổi bên kiểm soát một vài lần trong xung đột. Nó được Nga giành lấy lần đầu tiên vào đầu tháng 3 năm 2022, rồi để mất vào tay Ukraine và một lần nữa giành lại vào đầu tháng này, điều mà Kiev đã phủ nhận. Phát biểu họp báo tại Hội nghị Thượng đỉnh Ukraine Bắc Âu lần thứ ba, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh kẻ thù chính của chúng tôi là tình trạng cung cấp chậm trễ. Theo ông, phải mất nhiều tháng để các binh sĩ Ukraine học cách sử dụng vũ khí phương Tây. Thậm chí, quá trình từ thời điểm gói hỗ trợ quân sự của Mỹ được thông qua cho đến khi bắt đầu sử dụng vũ khí chuyển giao cũng kéo dài tới hơn 6 tháng. Trước đó, ông Zelensky đã phản nàn về tốc độ sản xuất vũ khí nhanh chóng ở Nga so với phương Tây. Trong khi đó, tờ Washington Post đưa tin Tổng thống Ukraine Zelensky đã sa thải một số quan chức cấp cao được cho là thân cận với Mỹ quyết định sa thải được đưa ra trong bối cảnh kiev ngày càng thất vọng với những quốc gia phương tây washington post không nêu tên tất cả các quan chức bị sa thải cũng không cho biết bao nhiêu người đã bị cách chức nhưng lưu ý rằng việc sa thải đã báo động các quan chức mỹ tờ báo trên đưa tin những người bị sa thải là các quan chức theo chủ nghĩa cải cách những người sẵn sàng chống tham nhũng trong chính các bộ của họ và những người có vẻ đặc biệt thân cận với washington danh sách bị sa thải bao gồm phó thủ tướng alexander kubrakov người được bài viết mô tả là đã tập trung vào cơ sở hạ tầng và tái thiết Ukraine. Cách đây chưa đầy một năm, Kubrakov được giới truyền thông nêu tên là người có khả năng sẽ kế nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng lúc bấy giờ là Alexey Resnikov. Giới lãnh đạo Ukraine đang than phiền về việc Washington hạn chế khả năng của họ trong việc phản ứng trước các cuộc tấn công của Nga. Trong khi đó, giới chức châu Âu và Mỹ tranh cãi về chiến lược lật ngược tình thế trên chiến trường Ukraine, bất đồng sâu sắc nhất hiện nay giữa Ukraine và phương Tây đến từ việc Kiev có thể sử dụng các vũ khí được phương Tây hỗ trợ để tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga hay không chính quyền Tổng thống Biden vừa qua đã cho phép Ukraine sử dụng vũ khí Mỹ để tiến hành những cuộc tấn công xuyên biên giới ở quy mô hạn chế và các lực lượng của Nga đang đe dọa đến thành phố Kharkov lớn thứ hai Ukraine. Một số nhà lãnh đạo NATO, trong đó có Ngoại trưởng Phần Lan và Canada, đã tuyên bố công khai rằng họ chưa bao giờ ngăn cản Ukraine sử dụng vũ khí mà các nước này cung cấp để nhắm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Nga. Quan điểm đó cũng nhất quán với lập trường của Tổng thống Pháp Macron và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg khi cho biết Ukraine có quyền làm vậy. Trong khi đó, Đức và Italia có lập trường do dự giống Mỹ. Sự bất đồng với các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga, thậm chí cả giữa bối cảnh chính sách đã có sự dịch chuyển, là một minh chứng cho thấy sự chia rẽ lớn dần giữa Ukraine và các bên ủng hộ quan trọng nhất về mặt quân sự trong cách đối phó với tình hình chiến trường khi mà vị thế của Kiev tiếp tục suy yếu. Moscow không có dấu hiệu sẽ giảm bớt nỗ lực kiểm soát và sáp nhập bốn vùng lãnh thổ ở phía đông nam Ukraine, cũng như tiến xa hơn nếu có thể. Tranh cãi ngày càng gia tăng thể hiện qua việc gói hỗ trợ quân sự trị giá 61 tỷ đô la Mỹ được Quốc hội Mỹ thông qua vào tháng trước sau nhiều tháng trì hoãn vẫn chưa ổn định được những điểm yếu trên chiến trường của Ukraine. Mặc dù các quan chức Mỹ nói rằng việc cung cấp những vũ khí này sẽ giảm bớt phần nào các vấn đề trong vòng vài tuần. Ukraine đang bước vào những cuộc giao tranh ác liệt trong mùa hè này giữa bối cảnh các nhà tài trợ quân sự lớn nhất nảy sinh bất đồng về một loạt vấn đề. Nghiên cứu của công ty tư vấn Bain Company cho thấy Nga có thể sản xuất đạn pháo nhanh hơn và giá rẻ hơn nhiều so với Mỹ và châu Âu, những nước đang hỗ trợ Ukraine trong xung đột với Moscow. Theo đài Sky News, dựa trên dữ liệu công khai, các nhà máy của Nga dự kiến sẽ sản xuất hoặc tân trang khoảng 4,5 triệu viên đạn pháo trong năm nay, so với tổng sản lượng của phương Tây là khoảng 1,3 triệu viên đạn. Điều này có nghĩa Moscow hiện sản xuất số lượng đạn pháo nhiều gấp 3 lần so với các nước thành viên NATO. Số liệu của bên N Company cho hay, chi phí sản xuất trung bình một quả đạn pháo 152 mm của Nga là 1.000 đô la Mỹ, trong khi đạn 155 mm của NATO có giá 4.000 đô la Mỹ. Sky News nhấn mạnh những dữ liệu trên chứng minh sản lượng đạn pháo của Mỹ và EU đang tụt hậu so với Nga. Điều này đặt ra thách thức lớn cho quân đội Ukraine giữa lúc xung đột với Nga. Cũng theo Sky News, quân đội Ukraine trên tiền tuyến vẫn đang phàn nàn về việc tần suất khai hỏa đạn pháo của Nga gấp 5 lần họ. Vào mùa thu năm 2023, Lầu Nam Góc cho biết có kế hoạch tăng sản lượng đạn 155mm từ 28.000 lên 100.000 viên mỗi tháng vào cuối năm 2025. Còn hồi tháng 3, EU đã cho công bố mục tiêu tăng công suất sản xuất đạn dược lên 2 triệu quả đạn mỗi năm. Mới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết sản lượng đạn dược của Nga đã tăng gấp 14 lần, sản xuất máy bay không người lái UAV tăng gấp 4 lần, lắp ráp xe tăng và xe bọc thép tăng gấp 3,5 lần kể từ khi Moscow triển khai kế hoạch quân sự ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Cách đây vài ngày, tại Praha, Thủ tướng Cộng hòa Séc Petr Fiala cho biết hiện có 15 quốc gia thuộc Liên minh châu Âu, EU và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO đã đóng góp hơn 1,6 tỷ euro, tương đương 1,73 tỷ đô la Mỹ cho sáng kiến của Séc mua đạn phá cho Ukraine. Thông tin được đưa ra khi lãnh đạo năm nước NATO và Ukraine nhóm họp tại Praha vào cùng thời điểm. Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Latvia Evika Silina, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte và Thủ tướng Ukraine Denis Mihal, Thủ tướng Siak Fiala khẳng định hàng chục nghìn quả đạn pháo 155mm đầu tiên theo sáng kiến nói trên sẽ được chuyển cho Kiev vào đầu tháng 6 tới. Tại cuộc họp báo, Thủ tướng Ukraine Denis Mihan bày tỏ hy vọng Kiev sẽ nhận được chiếc máy bay F-16 đầu tiên vào mùa hè. Bên cạnh đó, ông cho rằng hệ thống phòng không được cải thiện sẽ giúp tăng cường năng lực phòng vệ của Ukraine. Trong khi đó, Thủ tướng Latvia Evika Silina đề cập sáng kiến liên minh thiết bị bay không người lái UAV nhằm cung cấp 1 triệu UAV cho Ukraine vào mùa xuân tới. Theo nhà lãnh đạo Latvia, hơn 10 quốc gia đã tham gia sáng kiến này. Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Bồ Đào Nha Luis Montenegro đã ký kết thỏa thuận. Theo đó, Bồ Đào Nha sẽ cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine trị giá ít nhất 126 triệu euro, khoảng 137 triệu đô la Mỹ trong năm nay. Hãng thông tấn TASS của Nga cho biết, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin mới đây đã có bài phát biểu trong khuôn khổ diễn đàn đối thoại Shangri-La 2024. Tại đây, ông Austin đã phản bác quan điểm cho rằng việc NATO mở rộng là nguyên nhân dẫn tới cuộc xung đột Ukraine. Ông Austin nói, với tất cả sự tôn trọng, Tôi không đồng tình với ý kiến cho rằng quá trình mở rộng của NATO đã dẫn tới cuộc xung đột. Chính quyền Nga mới là bên phải chịu trách nhiệm cho tình hình hiện tại ở Ukraine. Bình luận của ông Austin được cho là để phản bác tuyên bố trước đó của phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Quan chức Nga cho rằng phương Tây đã làm nhiều điều tồi tệ với Nga và buộc Moscow phải tiến hành hoạt động quân sự. Ông Peskov cho biết họ đã đánh lừa chúng tôi. Đó không chỉ là sự mở rộng của NATO mà là mở rộng hạ tầng quân sự của NATO tới sát biên giới Nga. Trên thực tế, phương Tây luôn cố gắng gây áp lực lên Moscow và không muốn hợp tác một cách bình đẳng. Kể từ khi thành lập với khởi đầu là 12 nước thành viên, NATO đã trải qua 9 lần mở rộng trong suốt 75 năm qua. Trong đó, Thụy Điển là quốc gia vốn trước đây từng theo đuổi chính sách không liên kết, đã tham gia liên minh, trở thành nước thành viên mới nhất của NATO. Ukraine chính thức nộp đơn xin gia nhập NATO, mặc dù Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trong tháng này đã nhắc lại rằng Ukraine sẽ gia nhập NATO trong tương lai, nhưng liên minh cho đến nay vẫn từ chối cam kết về một thời gian biểu cụ thể hoặc con đường rõ ràng cho việc kết nạp Kiev. Nga đã nhiều lần cảnh báo việc NATO tiếp tục mở rộng về phía đông là mối đe dọa an ninh quốc gia. Moscow trích dẫn sự hợp tác quân sự của liên minh này với Ukraine là một trong những nguyên nhân sâu xa của cuộc xung đột đang tiếp diễn ở Ukraine. Trong suốt thời gian diễn ra xung đột Nga-Ukraine, ở phương Tây dấy lên tranh luận về việc Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công các mục tiêu bên trong nước Nga. Cuộc tranh luận này gần đây ngày càng trở nên nóng hơn trước các đòn tấn công liên tục của quân đội Nga vào Ukraine. Khi Mỹ và đồng minh đang thay đổi quan điểm, nhất trí bật đèn xanh để ký ép sử dụng vũ khí viện trợ, nhất là những vũ khí hạng nặng, tên lửa tầm xa tấn công các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Nga. Theo đánh giá, NATO đang đẩy xung đột Nga-Ukraine lên cao, nguy cơ đối đầu quân sự trực diện với Moscow. Đến nay, Mỹ và 10 nước bật đèn xanh cho Ukraine tấn công lãnh thổ Nga. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg giải thích đây là hành động tự vệ nhằm đáp trả những đợt tấn công của quân đội Nga ở trong thời gian gần đây. Tuyên bố cũng kêu gọi các quốc gia thành viên để nhanh việc chuyển giao vũ khí quan trọng cho Ukraine. Việc Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công lãnh thổ Nga sẽ không đảm bảo làm thay đổi đáng kể cạn cân chiến lược tổng thể. Điều đó sẽ giúp ép làm gián đoạn các đường tiếp tế, cơ cấu chỉ huy và trung tâm hậu cần của Nga từ đó làm giảm hiệu quả các hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại hơn, việc cho phép Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây chống lại các mục tiêu ở Nga sẽ khiến căng thẳng gia tăng giữa Nga và các nước NATO, nguy cơ đối đầu quân sự trực diện, bùng phát xung đột hạt nhân. Phản ứng của Nga trước động thái của NATO sẽ nhận được sự quan tâm đặc biệt của Mỹ và đồng minh, nhất là khi Tổng thống Vladimir Putin liên tục sử dụng các mối đe dọa hạt nhân, khơi dậy nỗi sợ hãi của phương Tây ông putin cho biết moscow đang theo dõi sát động thái của lãnh đạo phương tây về việc cho phép ukraine dùng vũ khí viện trợ để tấn công vào lãnh thổ nga ông cảnh báo nato đang đùa với lửa nếu để ukraine sử dụng vũ khí viện trợ từ phương tây tấn công sâu vào lãnh thổ nga nhấn mạnh động thái này có thể gây ra xung đột toàn cầu giới chức phương tây không bất ngờ trước những đe dọa hạt nhân của ông putin kể từ khi xung đột ukraine bùng phát ông nhiều lần đề cập đến khả năng gia tăng xung đột hạt nhân như một phần trong nỗ lực đe dọa phương tây và giảm dòng vũ khí chảy sang Ukraine. Nhiều nước phương Tây thận trọng áp dụng chính sách quản lý gia tăng căng thẳng, cân nhắc nguồn cung vũ khí cho Kiev sau những cảnh báo này. Tháng trước, ông Putin công khai cho phép các cuộc tập trận hạt nhân chiến thuật, chứng minh khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân để chống lại NATO, hoặc Ukraine là hiện hữu, không chỉ là lời đe dọa xuông. Nếu vũ khí hạt nhân được sử dụng trong cuộc xung đột này, hoặc bất kỳ cuộc xung đột nào giữa các bên có vũ khí hạt nhân, không có gì đảm bảo rằng cuộc xung đột sẽ không nhanh chóng trở thành xung đột hạt nhân toàn diện không thể bỏ qua khả năng tính toán sai lầm và những hậu quả ngoài ý muốn việc tấn công lãnh thổ nga có thể gây ra phản ứng mạnh mẽ và khó lường từ phía nga đe dọa hạt nhân của điện kremlin là có cơ sở đặc biệt nga luôn nhấn mạnh khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân để đáp trả các cuộc tấn công trực tiếp vào lãnh thổ nước này học thuyết quân sự của nga cho phép sử dụng vũ khí hạt nhân nếu trường hợp này xảy ra với những nguy cơ này giới phân tích cho rằng cộng đồng quốc tế phải theo đuổi các cách tiếp cận nhằm giảm căng thẳng, tăng cường đối thoại và chống lại những đe dọa và vỡ cam kết về việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Việc nối lại đối thoại về giảm thiểu rủi ro hạt nhân và kiểm soát vũ khí vốn bị đình chỉ giữa nga và mỹ là cần thiết để tránh tính toán sai lầm. Đến nay, các bên vẫn tuân thủ cam kết về việc sử dụng vũ khí hạt nhân, nhưng thế giới không thể coi đó là điều hiển nhiên, nhất là khi xung đột nga ukraine vẫn chưa có hồi kết. Để duy trì và củng cố sự đồng thuận chống lại việc sử dụng vũ khí hạt nhân và các mối đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân, các nước sẽ phải duy trì áp lực đối với bên có nguy cơ phá vỡ điều cấm kỵ hạt nhân. Sau khi nhiều quốc gia tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO cho phép KF sử dụng vũ khí phương Tây tấn công các mục tiêu quân sự trong lãnh thổ Nga, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tuyên bố, sử dụng vũ khí phương Tây tấn công lãnh thổ Nga là vấn đề thời gian. Trong bối cảnh bị áp đảo cả về khí tài quân sự và quân số, Ukraine đang gia tăng áp lực lên các đồng minh phương Tây để đạt mục đích tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào những mục tiêu quân sự trong lãnh thổ của Nga. Mùa xuân năm nay, Ukraine gặp nhiều khó khăn trong cuộc xung đột đã kéo dài 27 tháng do sự chậm trễ trong viện trợ quân sự từ Mỹ, cũng như việc Nga gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào hệ thống cơ sở hạ tầng năng lượng của quốc gia này. Trong bối cảnh đó, Kiev đã nhấn mạnh tính cấp thiết của việc sử dụng vũ khí do phương Tây viện trợ để triển khai các cuộc tấn công nhằm ngăn chặn đà tiến của Nga ở khu vực Kharkov. Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cho phép Ukraine sử dụng khí tài của Washington để tấn công lãnh thổ Nga với mục đích bảo vệ Kharkov. Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng xác nhận đã nhận được thông điệp từ Mỹ báo hiệu một bước tiến trong nỗ lực bảo vệ các ngôi làng gần biên giới với Nga. Bộ trưởng các quốc gia Hà Lan, Phần Lan và Ba Lan tán thành quyết định của Tổng thống Joe Biden với nhận định Ukraine có toàn quyền tự vệ trước các cuộc tấn công của Nga. Trong động thái tương tự, Đức cũng tuyên bố Kiev có thể sử dụng vũ khí do Berlin cung cấp để tự vệ trước các cuộc tấn công của Nga nhằm vào khu vực Kharkov. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ anthony Blinken ngày 31 tháng 5 khẳng định các đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO, đang đề cao cảnh giác và sẽ đáp trả những hành động tấn công hỗn hợp ngày càng gia tăng của Nga nhằm vào liên minh quân sự này. Phát biểu sau hai ngày hội đàm tại Praha giữa các ngoại trưởng NATO, ông Blinken nói hầu như mọi đồng minh đều bị ảnh hưởng bởi những hành động tấn công của Nga. Chúng tôi biết họ đang làm gì và chúng tôi sẽ đáp trả cả riêng rẽ lẫn tập thể khi cần thiết. Ngoại trưởng Mỹ chỉ ra một loạt sự cố ngoài những cuộc tấn công quân sự chống lại Liên minh Xuyên Đại Tây Dương gồm 32 thành viên, vốn coi một cuộc tấn công vào một quốc gia thành viên là tấn công toàn bộ khối NATO. Tuần trước, Nga đã dỡ bỏ các phao phân định biên giới với Estonia trên sông Nava. Ngoại trưởng Mỹ còn liệt kê và đưa ra cáo buộc về những vụ phóng hỏa và phá hoại các kho cung ứng bên trong NATO, cũng như những cuộc tấn công mạng và chiến dịch thông tin sai lệch do Nga thực hiện. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm 31 tháng 5 kêu gọi các thành viên cam kết cung cấp cho Ukraine ít nhất 40 tỷ euro viện trợ quân sự mỗi năm. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói, kể từ khi Nga bắt đầu kế hoạch quân sự ở Ukraine vào năm 2022, các đồng minh đã cung cấp viện trợ quân sự trị giá 40 tỷ euro cho Ukraine mỗi năm. Chúng ta phải duy trì ít nhất mức hỗ trợ này mỗi năm trong thời gian cần thiết. Ông Jens Stoltenberg muốn 32 nước NATO chia sẻ gánh nặng một cách công bằng và sẵn sàng công bố kế hoạch tại hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra ở Washington. Ông Jens Stoltenberg nhấn mạnh: "Chúng tôi cần một cam kết chắc chắn về lâu dài để đảm bảo rằng Ukraine có thể lập kế hoạch có khả năng cần thiết để tiến hành hành động tự vệ này." Vào tháng 4 Ông Stoltenberg đã đưa ra mục tiêu tổng thể là 100 tỷ euro trong vòng 5 năm để hỗ trợ Ukraine, nhưng mục tiêu này vấp phải phản ứng từ nhiều nước thành viên. Ngoại trưởng Séc Jan Lipavsky hoan nghênh đề xuất mới nhất của ông Stoltenberg, cho rằng đề xuất này khả thi vì chiếm một phần nhỏ trong chi tiêu quốc phòng của các nước. Với việc Nga đang tiến hành cuộc tấn công lớn mới, các ngoại trưởng NATO đã gặp nhau tại Praha để đặt nền móng cho hội nghị thượng đỉnh vào tháng 7 tại Washington kỷ niệm 75 năm thành lập liên minh quân sự này và tìm kiếm những cách thức mới nhằm củng cố sức mạnh cho Ukraina. Mỹ dẫn đầu trong nỗ lực viện trợ cho Ukraina. Washington đang nối lại viện trợ sau thời gian trì hoãn kéo dài nhiều tháng do tranh cãi tại Quốc hội Mỹ. Trong động thái mới nhất nhằm tăng cường hỗ trợ Kiev, ngoại trưởng Blinken xác nhận tổng thống Joe Biden đã ủy quyền cho Ukraina sử dụng vũ khí của Mỹ chống lại các mục tiêu xuyên biên giới vào Nga để đáp trả trực tiếp các cuộc tấn công. NATO đang lên kế hoạch để liên minh này thay thế Mỹ trong việc điều phối cung cấp vũ khí cho Ukraine. Đến nay, NATO vẫn chưa tham gia vào việc cung cấp vũ khí cho Kiev vì lo ngại Nga coi đây là một hành động khiêu khích. Ông Stoltenberg lưu ý rằng các đồng minh NATO đã cung cấp 99% viện trợ quân sự cho Ukraine, nhấn mạnh việc NATO đóng vai trò lớn hơn trong nỗ lực này là điều hợp lý. Cũng trong ngày 31 tháng 5, trong cuộc trả lời phỏng vấn đài phát thanh quốc gia, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã đề cập đến lập trường của Tổng thống Pháp Macron về việc không loại trừ khả năng gửi binh sĩ đến Ukraine, cũng như đề xuất của NATO cho phép Ukraine tấn công các căn cứ quân sự bên trong nước Nga bằng vũ khí tầm xa tinh vi do các đối tác phương Tây cung cấp. Nhà lãnh đạo Hungary nhấn mạnh, những bước đi này sẽ không chỉ gây phương hại cho châu Âu, mà còn có nguy cơ khiến cuộc xung đột Nga-Ukraine thêm căng thẳng và lan rộng toàn cầu. Mặc dù là thành viên của Liên minh châu Âu-EU và NATO, song Hungary từ chối cung cấp viện trợ quân sự cho chính quyền Kiev kể từ khi xung đột giữa Ukraine và Nga bùng phát vào cuối tháng 2 năm 2022. Hungary cũng thường xuyên phản đối các gói viện trợ tài chính của EU cho Ukraine và từ chối kế hoạch hỗ trợ Ukraine dài hạn của NATO. Trước đó, Thủ tướng Hungary cho biết nước này đang xem xét điều chỉnh định nghĩa về tư cách thành viên trong NATO để không phải tham gia các hoạt động bên ngoài lãnh thổ liên minh tờ Financial Times đưa tin, EU đang cân nhắc áp thuế với số hàng hóa trị giá 46 tỷ đô la Mỹ nhập khẩu từ Nga. Ủy viên thương mại EU, Vandis Dombrovski cho biết vào ngày 31 tháng 5 giờ địa phương về việc tiếp tục áp thuế với một số mặt hàng trị giá 46 tỷ đô la Mỹ nhập khẩu từ Nga. Từ phía Ủy ban châu Âu EU, chúng tôi sẽ đánh giá vấn đề thuế và đưa ra các lựa chọn cho các nước thành viên. Cụ thể, các bộ trưởng thương mại EU đã yêu cầu Ủy ban châu Âu xây dựng kế hoạch áp thuế đối với các mặt hàng bao gồm thực phẩm, nhiên liệu hạt nhân và thuốc nhập khẩu. Trước đây, các hàng hóa này chưa bị đưa vào danh sách trừng phạt của khối. Đây là sáng kiến do Thụy Điển đề ra. Nói rõ hơn về vấn đề này, Bộ trưởng Thương mại Thụy Điển Johan Fossel nhấn mạnh, điều quan trọng cần làm là cắt giảm doanh thu từ Nga. Số tiền thu được từ việc đánh thuế có thể dùng hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột hiện nay. Ông Fossel kêu gọi áp đặt thuế quan rộng rãi hơn với các mặt hàng nhập khẩu từ Nga. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận đây là một vấn đề nhạy cảm phần lớn hoạt động thương mại giữa EU và Nga đã bị tạm dừng do xung đột Ukraine. Dù vậy, vẫn còn một số hàng hóa được phép nhập khẩu từ Nga vào EU do không có nguồn cung thay thế hoặc do lo ngại về sự gián đoạn thị trường toàn cầu. Các bộ trưởng EU đã thông qua quy định tăng thuế nhập khẩu đối với ngũ cốc của Nga và Belarus. Các khoản thuế sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7, áp dụng với ngũ cốc, hạt có dầu và các sản phẩm có nguồn gốc, cũng như bột củ cải đường và đậu Hà Lan khô từ cả hai quốc gia. Theo Financial Times, EU đặt mức thuế tương đối cao 100 đô la Mỹ một tấn. Người phát ngôn của Điện Kremlin, Dmitry Peskov từng nói rằng việc áp thuế đối với ngũ cốc của Nga là một minh chứng cho thấy sự cạnh tranh không lành mạnh. Ông lập luận, biện pháp này sẽ ảnh hưởng đến người tiêu dùng EU và Moscow vẫn có thể sử dụng các tuyến cung ứng thay thế. Một số quốc gia thành viên EU cũng đề xuất mở rộng các lệnh trừng phạt của khối để bao gồm cả nhiên liệu hạt nhân nhập khẩu từ Moscow. Tuy nhiên, người đứng đầu cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA, Rafael Grossi cảnh báo việc này sẽ gây tổn hại cho thị trường năng lượng toàn cầu. EU đang đặt mục tiêu áp dụng vòng trừng phạt mới lên Nga trước tháng 7 tới. Đến nay, Bruxelles đã thông qua 13 gói trừng phạt nhằm vào Moscow. Các biện pháp này chủ yếu nhằm mục đích lấp các lỗ hổng của các gói trừng phạt trước đây, ngăn Nga lách các hạn chế bị áp đặt thông qua một quốc gia thứ ba.